Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi bài viết âm mưu nào đằng sau chiếc mũ phân biệt chủng tộc do tác giả Đường Thư. Vụ bạo loạn mang tên sắc tộc gây náo động nước Mỹ trong khi ngày bầu cử đang đến gần và tỷ lệ ủng hộ ngày càng tăng cho Tổng thống Trump trong cộng đồng người da đen. Giữa lúc ấy, Joe Biden, cũng có phát biểu hớ hình, phơi bày nhãn quan phân biệt chủng tộc và sự kiện Obama -gate, hứa hẹn gây chấn động. Sự cùng loạn của đám đông nhân danh sắc tộc để đánh đập, dã man những người vô tội, đập phá cướp bóc các cửa hàng, doanh nghiệp bắn chết nhiều cảnh sát liên bang, đập phá ngay cả mộ bia các tử sĩ Mỹ tại nghĩa trang quốc gia Arlington đài tưởng niệm Lincoln và đài tưởng niệm đề nghị thế chiến. Điều đau buồn nhất cho quốc gia là một trong những nhà thờ lâu đời mang dấu ấn lịch sử nhất của chúng ta đã bị đốt cháy. Tổng thống Trump nói từ tòa bạch ốc. Sự việc đó nếu đổi ngược lại người bị hại là da trắng và kẻ đề chết người là da đen thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng có gì xảy ra cả. Mọi chuyện đơn giản là ai phạm tội sẽ bị xử lý theo luật pháp, bất kể họ mang màu da gì. Năm 2009, tại Seattle, đã xảy ra hai vụ người da đen giết cảnh sát cách nhau trong hai tháng. Lần thứ nhất, bốn người cảnh sát đang ngồi uống coffee trong tiệm. Sau một đêm làm việc, bị bắn gục với cự ly gần bởi bốn thanh niên da màu bốn người cảnh sát đó chết để lại chín đứa con thơ. Hai tháng sau, hai cảnh sát đi tuần trong đêm lễ Halloween. Đang ngồi trong xe, một người da đen đến từ phía sau bắn chết một cảnh sát. Không có một cuộc biểu tình nào diễn ra. Năm 2009, một năm ông Obama lên làm tổng thống tại Seattle, đã xảy ra hai vụ người da đen giết cảnh sát cách nhau trong hai tháng. Vậy điều bất thường ở đây là gì? Khi công lý được thực thi dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người dựa trên hành vi đúng sai của một con người bị phe cánh tả bóp méo thành công lý cho một nhóm người đặc biệt. Điều đó rõ ràng là không bình thường và bất kỳ ai có lý trí thuộc bất kể màu da nào đều hiểu rõ. Phe cánh tả chuyển từ đánh giá con người bằng chủng tộc hay vì bởi giá trị bên trong. Các cuộc chiến văn hóa giả tạo nhằm che đậy mưu đồ thực sự của họ. Bạo loạn được lên kế hoạch từ trước. NBC News, New York đưa tin. Phó ủy viên tình báo và khủng và chống khủng bố John Miller cho biết NYPD, cảnh sát New York tin chắc rằng các nhóm dấu tên này đã tổ chức các vụ trinh sát, cứu trợ y tế và các tuyến đường nhằm cung cấp đá, chai lọ và máy gia tốc để các nhóm ly khai thực hiện các hành động phá hoại và bạo lực. Ông Miller nói, trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu, các nhà tổ chức của một số nhóm vô chính phủ đã có kế hoạch tăng tiền bảo lãnh và họ đã lên kế hoạch tuyển dụng các đội cứu trợ và tiếp tế y tế cùng đồ bảo hộ để chuẩn bị cho các cuộc xung đột bạo lực với cảnh sát. Họ đã chuẩn bị sẵn để gây ra các thiệt hại tài sản và hướng dẫn những người đi theo họ rằng việc này chỉ nên được thực hiện một cách có chọn lọc nhắm vào các khu vực giàu có hơn, giàu có hơn hoặc tại các cửa hàng cao cấp được điều hành bởi các công ty tập đoàn kịch cũ diễn lại, thuê bọn vô chính phủ được trả công gây rối loạn. Tội danh mà, cách, mà cánh tả từ nghĩ ra và thổi phồng lên để kích động cử tri chống lại Trump. Vốn không phải chuyện mới mẻ, phong trào chống Trump với chiêu bài chụp cho ông cái mũ phân biệt chủng tộc được đảng Dân Chủ kích động với nhiều cuộc tấn công chiến dịch vận động của Trump từ năm 2016. George Soros, tỷ phú từng chi hơn chục triệu đô la chống Donald Trump và rót tiền ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng do cảm thấy lo sợ vì sự nổi lên của Donald Trump. Soros gọi chiến dịch tranh cử Tổng thống của Trump là cực kỳ khó chịu, chủ yếu do giọng điệu chống người nhập cư và người Hồi giáo, Bloomberg trích lời Soros trong đường đến Nhà Trắng, cựu cố vấn nhiều đời Tổng thống chính trị gia Roger Stones lật tẩy chiêu bài của Đảng Dân Chủ với sự hậu thuẫn của Soros đã thuê bọn vô chính phủ gây náo loạn, được trả công gây rối nhằm phá các cuộc tiếp xúc cử tri của Trump, tấn công những người ủng hộ Trump. Ngày 17, Tây tháng 9 năm 2016. Nhà báo điều tra và giám đốc chương trình Veritas James O'Keefe công bố đoạn băng hình sau. Cuộc điều tra kéo dài một năm cho thấy chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton đã để các phần tử hoạt động ngầm của Đảng Dân Chủ tuyển dụng và thuê giang hồ thâm nhập gây rối tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Donald Trump trong đoạn băng, các nhà hoạt động của đảng dân chủ như Robert Crimer và Scott Faville tiết lộ chiến lược tạo ra cảm giác vô chính phủ trong và quanh các sự kiện xuyên suốt chiến dịch của Donald Trump. creamer tiết lộ tổ chức đối tác dân chủ của ông ta hàng ngày thực hiện đăng ký với chiến dịch của Clinton để phối hợp hành động. Faville giải thích chiến dịch của Clinton sử dụng các đối tác dân chủ chiến dịch trả tiền cho ủy ban đảng dân chủ, đảng dân chủ trả tiền cho đối tác dân chủ và đối tác dân chủ trả tiền cho nhóm foveo thông qua đường dây trả tiền gián tiếp chiến dịch của clinton có trách nhiệm trả tiền cho nhóm foveo để thuê những kẻ thần kinh có vấn đề thâm nhập vào chiến dịch của trump dùng các kỹ thuật để gây rối các buổi nói chuyện của trump và kích động bạo lực trên máy quay dấu kín của O'Keefe. Những phần tử hắc ám của Đảng dân chủ thừa nhận mục đích của họ là để báo chí đưa tin tiêu cực đổ lỗi cho Trump về những hành động bạo lực mà chính chiến dịch của Clinton trả tiền gây ra. Tôi nói, chúng tôi có những người đầu óc không tỉnh táo, trả tiền cho họ làm bậy nhưng không được phạm sai lầm. Povo thừa nhận trên băng hình của O'Keefe ai thực sự là kẻ phân biệt chủng tộc. Điều kỳ lạ là những kẻ luôn chụp mũ trâm phân biệt chủng tộc lại bị phơi bày bản chất phân biệt chủng tộc nhiều nhất. Roger Stones cho biết chiến dịch tranh cử đã lộ ra nhiều việc dã man của vợ chồng Clinton và quỹ Clinton đối với người da màu đen trên toàn thế giới. Ví dụ vợ chồng Clinton đã làm giàu từ việc bán máu bất hợp pháp và không an toàn của các tù nhân Mỹ gốc Phi ở Arkansas cho các nước châu Phi. Cả tin chắc chắn gây ốm đau và bệnh tật cho những người vốn đã nghèo khổ. Nhiều tờ báo có tiếng đã đăng những chuyện về việc vợ chồng Clinton bán thuốc chữa HIV và AIDS, giá rẻ pha loãng cho 9 triệu người châu Phi, kiếm được món lời rất lớn và đẩy nhanh đau khổ và cái chết cho những người mà họ lừa bịp, lạm dụng các mối quan hệ của bộ ngoại giao nhằm có được những vụ áp phe chơi trả phí và các chiến thuật điều chỉnh làm giàu cho quỹ Clinton, thực chất chỉ là quỹ trả hình của riêng gia đình Clinton. Câu chuyện về đứa con riêng da màu của chồng bị Hillary ruồng bỏ. Roger Stone đã kể chi tiết câu chuyện về sự lừa dối của Hillary trong chiêu bài sắc tộc. Xua đuổi câu chuyện về Danny Williams. Bộ phim về Hillary, người đàn bà đã xua đuổi Danny Williams, cậu con trai da màu ngoài giá thú của Bill Clinton, mà Hillary ruồng bỏ khi buộc Bill Clinton phải cắt đứt mọi quan hệ với Danny Williams và mẹ của anh ta, cho thấy thực sự cái gọi là biểu tượng của người da màu mà Obama đại diện và Hillary sát cánh chỉ là một trò lừa gạt được hậu thuẫn bởi truyền thông. Theo lời gì của Danny Hillary, đã đe dọa sẽ làm gia đình Williams biến mất. Những năm sau, trong khi Bill Hillary và Chelsea, Clinton sống xa hoa trong dinh tổng thống Arkansas, mẹ Danny, Bobby Williams bị đi tù. Nhiều kẻ tìm giết gì anh gì anh ta và tổ chức dịch vụ xã hội phải nuôi anh ta và các em. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, Danny có hai cuộc họp báo và một lời kêu gọi Tổng thống Obama giúp đỡ. Tiếc rằng Obama, người cùng màu da với Danny lại ủng hộ Hillary hết mình cho vị trí Tổng thống được dán nhãn là nhiệm kỳ thứ ba của Obama và điều này khiến cử tri Mỹ gốc Phi nghĩ gì về tổng thống da màu của họ. Bộ phim ngắn Xua đuổi cậu chuyện về Danny Williams là câu chuyện về cậu bé da màu bị người mẹ kế xua đuổi khiến hàng triệu người Mỹ gốc Phi xúc động và chia sẻ nỗi đau của Danny. Nữ chính trị gia luôn công kích Trump phân biệt chủng tộc đã gọi người thanh niên Mỹ gốc Phi đứa con cùng cha khác mẹ với Chelsea Clinton là thú săn mồi đã làm ngay cả những người ủng hộ Clinton cũng tức giận. Lòng căm ghét và kinh bỉ đối với đứa con riêng da màu của chồng làm minh chứng cho những lời dối trá mà Hillary dùng để buộc tội. Buộc tội đối thủ Donald Trump người mà trong nhiệm kỳ tổng thống của mình đã đưa tỷ lệ người Mỹ gốc Phi có việc làm tăng cao hơn rất nhiều so với vị tổng thống da màu tiền nhiệm của họ. Nếu Trump phân biệt chủng tộc, tại sao cử tri Mỹ gốc Phi vẫn bỏ phiếu cho ông? Đảng Dân Chủ luôn dựng lên một bức tranh bi thảm về nạn nhân phân biệt chủng tộc. Giả sử điều đó có thật, thì liệu Obama có thắng cử Tổng thống và giữ nhiệm kỳ 8 năm không? Tổng thống Donald Trump nói về việc Joe Biden kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống. Anh ta đã ở Washington được 43 năm, tại sao anh ta không làm gì về điều đó? Trong vở kịch biên đạo tội ác, để gán cho Trump, đừng quên rằng truyền thông cánh tả không bao giờ nhắc đến thành công của Trump đối với cử tri Mỹ gốc Phi. Những người đã chuyển lá phiếu cho Đảng Dân chủ sang bầu cho Trump, đó là những người Mỹ gốc Phi bảo thủ về các vấn đề xã hội. Những người da màu mất việc làm mà chẳng hề thấy Obama thực hiện những gì ông ta đã hứa trong nhiệm kỳ 8 năm mà họ bầu cho ông ta. Trong khi Hillary tích cực công kích Trump phân biệt chủng tộc cứ như thế bà ta là người đại diện cho cử tri da màu, thì truyền thông không hề nhắc đến khối cử tri da màu ghét Hillary Clinton và không muốn bà ta thắng cử. Tại sao trong khi phe cánh tả Hillary và đảng Dân Chủ kích liệt vu khống Trump, phân biệt chủng tộc thì cử tri người Mỹ gốc Phi vẫn âm thầm bầu cho Trump và trong nhiệm kỳ của ông. Ông ngày càng thu hút được sự ủng hộ của họ. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, Donald Trump đã thắng hẳn hòi cử tri người Mỹ gốc Phi rằng đảng Dân Chủ dưới thời Tổng thống Obama đã có thay đổi kinh tế nào có ý nghĩa để cải thiện đời sống của họ trong 8 năm làm Tổng thống hay không. Ông tin rằng họ có câu trả lời từ chính cuộc sống của mình trước khi chọn bầu cho vị Tổng thống tiếp theo. Trump không tiếp cận cử tri dựa trên chủng tộc. Ông truyền thông điệp thẳng thắn và thực tế với người Mỹ gốc Phi thuộc tầng lớp lao động nghèo và tầng lớp dưới trung lưu. Những người biết đảng Dân Chủ đã không làm gì để cải thiện địa vị kinh tế của họ. Chính sách hạn chế người nhập cư bất hợp pháp của Trump được truyền thông cánh tả bóp méo để truyền tải hình ảnh ông phân biệt chủng tộc. Thay vì nói đến sự ủng hộ ngày càng cao đối với ông trong cộng đồng, người da màu. Trên thực tế, người Mỹ gốc Phi ngày càng bị thiệt hại vì tình trạng nhập cư bất hợp pháp và họ căm ghét đảng Dân Chủ đang bảo vệ vấn đề này trong khi bỏ mặc người da màu. Sức cuốn hút của Trump đối với cử tri da màu là ông đã tích cực tăng giá trị nhân phẩm và giá trị của người da màu, thay vì ủng hộ quan niệm của những người trong đảng Dân Chủ cho rằng người da màu là phụ thuộc và trợ cấp chính phủ phúc lợi xã hội luôn cho mình được quyền đó và thụ hưởng phúc lợi từ tiền của người nộp thuế trong nhiệm kỳ của ông người mỹ gốc phi gốc tây ban nha và người mỹ gốc á có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ trước đến nay lá phiếu sắc tộc cho thế lực chia rẽ nước mỹ người mỹ gốc phi là khối cử tri cực kỳ quan trọng đối với đảng dân chủ thật không thể nuốt nổi khi nhóm nhóm cử tri tiềm năng này lại chuyển sang bầu cho trump làm thế nào để người da màu ghét Trump khi họ ngày càng ủng hộ ông hơn và cuộc bầu cử đang cận kề. Chiếc mũ phân biệt chủng tộc dùng để chụp lên một tổng thống trở thành vũ khí kinh điển đã được khai thác hết mức kể từ khi ông ra tranh cử và có những quan điểm thẳng thắn về việc cấm người nhập cư bất hợp pháp và chấm dứt những kẻ Hồi giáo cực đoan. Đảng Dân Chủ muốn thu hút lá phiếu cử tri từ nhóm người nhập cư trái phép này. Những người chờ đợi chính phủ thực hiện các chương trình hành động, phát triển, phúc lợi, chiến tranh giai cấp và sống bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Mỗi năm Mỹ mất 113 tỷ đô la trả cho các chi phí nhập cư trái phép. Cục Giải trình Trách nhiệm Chính phủ GAO cho biết cái giá hàng năm để bỏ tù những kẻ côn đồ này là 1,1 tỷ đô la. Điều này với Trump là không thể chấp nhận và đó là lý do ông bị vu cáo cho cái tội phân biệt chủng tộc. Tôi chẳng có cái xương phân biệt chủng tộc nào trong người. Tổng thống Trump. Trump đã phải nhận rất nhiều sức ép vì những lời nhận xét gây kích động về những người Mexico nhập cư trái phép khi được đề nghị làm rõ quan điểm của mình trong một phỏng vấn với Fox News Media Buzz. Ông nói: "Tôi không ngại phải xin lỗi, nhưng tôi không thể xin lỗi vì đã nói ra sự thật. Tôi đã nói rằng những tội ác lớn đang tràn đến. Mọi người biết đó là sự thật. Và chuyện đó lúc nào cũng xảy ra. Vậy thì tại sao khi tôi nói ra lại bỗng nhiên trở thành kẻ phân biệt chủng tộc? Tôi không phân biệt chủng tộc." tôi không có cái xương phân biệt chủng tộc nào trong cơ thể cả sau khi cuộc bạo loạn diễn ra obama lập tức có bài diễn thuyết kêu mọi người mỹ gốc phi chống lại chính phủ của trump để đòi công lý cho một thứ chủ nghĩa sắc tộc và kêu gọi bỏ phiếu cho đảng dân chủ bình luận của một người da màu về bài diễn thuyết này thể hiện rằng người da màu không bị lừa bởi cái chiêu bài chia rẽ nước mỹ dưới vỏ bọc đấu tranh phân biệt chủng tộc hãy im mồm lại không phải cái gì cũng phân biệt chủng tộc những người như ông mới là nguyên nhân làm cho phân biệt chủng tộc tồn tại và phát triển chúng tôi không muốn trò thuyết giảng chỉ đáng hai xu của ông obama đã tạo ra chia rẽ giữa các cộng đồng của chúng tôi obama đã làm cho người da đen chúng ta cảm thấy như đang bị áp bức và cần phải chiến đấu chống lại điều đó. Người da đen chúng tôi đã sống ổn hơn trước khi Obama lên cầm quyền. Người da màu hợp pháp được cải thiện đời sống, việc làm dưới thời Tổng thống Trump hiểu rõ hơn ai hết kẻ nào đang kích động chủ nghĩa sắc tộc nhằm chia sẻ, nhằm chia rẽ nước Mỹ từ bên trong. Mục sư Martin Luther King, người đã nhận giải Nobel, hòa bình, vì những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc, đã từng nói về cuộc đấu tranh nhân quyền nó bằng những lời này. Có một điều mà tôi phải nói. Với những con người đang đứng trước ngưỡng cửa của lâu đài công lý, rằng trong quá trình lấy lại địa vị đáng có của chúng ta, chúng ta không được phép để bản thân phạm phải tội lỗi, đừng thỏa mãn cơn khát tự do của chúng ta bằng cách uống chén hận thù và cái đắng chúng ta vĩnh viễn phải cư xử dựa trên nền tảng phẩm cách phẩm cách và nguyên tắc cao. Chúng ta không được cho phép cuộc kháng nghị sáng tạo của chúng ta trở nên bạo lực. Xin được nhắc lại rằng chúng ta phải nâng bản thân lên tới tầm cao mà sức mạnh vật chất có thể gặp được sức mạnh tâm hồn. Cuộc chiến văn hóa được dẫn dắt bởi một nhóm khủng bố ủng hộ tư tưởng cánh tả cực đoan có thực sự là những gì người da màu muốn mà nó có đúng như những gì mà vị anh hùng họ đã theo đuổi một thứ tự do dựa trên phẩm cách và các giá trị bên trong chứ không phải biến mình trở thành một đám côn đồ đập phá nước mỹ đó không bao giờ là cuộc chiến văn hóa thực sự nó chỉ là cái vỏ bọc che đậy cho những mưu đồ chính trị nhằm hủy hoại nước Mỹ. Tổng thống của tất cả mọi người dân Mỹ. Nếu như vấn đề phân biệt chủng tộc có tồn tại, thì muốn thay đổi nó chỉ có thể bằng việc kêu gọi đoàn kết và hòa bình, chứ hoàn toàn không phải bằng việc kích động và thổi phồng nó lên thành một cuộc chiến để chia rẽ người dân Mỹ như cánh tả đang làm. Đó chính là điều mà Tổng thống Trump đã cam kết từ khi nhậm chức cho dù chúng ta là da đen hay nâu hay trắng, tất cả chúng ta đều chung dòng máu đỏ của những người Ái quốc. Tất cả chúng ta đều hướng các quyền tự do, vinh quang và tất cả chúng ta đều cùng nghiêng mình dưới lá cờ Mỹ vĩ đại. Cho dù một em bé được sinh ra ở vùng đô thị rộng lớn ở Detroit hay ở vùng đồng bằng lộng gió ở Nebraska, các em đều nhìn lên cùng một bầu trời đêm với trái tim đầy những ước mơ như sau như nhau và đều được đấng tạo hóa truyền hơi thở cuộc sống. Tôi cam kết với mọi công dân rằng tôi sẽ là tổng thống của mọi người dân Mỹ và điều này vô cùng quan trọng với tôi. Ông nhấn mạnh, cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Diễn văn nhậm chức của tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 1 năm 2017. Ngay trong thảm họa, ông hiểu rằng người dân đang hoảng sợ ông nhắc nhở mọi người rằng ông sẽ thực thi trách nhiệm của một tổng thống người đã cam kết bảo vệ dân đến cùng đồng bào mỹ của tôi nhiệm vụ đầu tiên và cao nhất của tôi với tư cách là bảo vệ đất nước vĩ đại của chúng ta và nhân dân mỹ tôi đã thể sẽ giữ vững luật pháp của quốc gia chúng ta và đó chính xác là những gì tôi sẽ làm đúng như những gì ông nói khi trở thành tổng thống, chúng ta sẽ làm cho nước mỹ an toàn trở lại. Cùng nhau chúng ta sẽ khôi phục sự vĩ đại, khôi phục sự vĩ đại của nước mỹ. Donald Trump, sự thật về nhóm Antifa và cuộc chiến văn hóa mang tên sắc tộc chống Trump của phe cánh tả sẽ sớm được phơi bày, cũng như Obama gây chắc chắn rằng nó có mối liên hệ mật thiết với nhau kính bút đường thư kính thưa quý khán thính giả câu chuyện trong tuần đến đây xin chấm dứt ngọc dung xin hẹn lại quý vị trong câu chuyện trong tuần kỳ tới kính chúc quý khán thính giả và toàn thể gia đình một ngày an bình và hạnh phúc